Trước những thiệt hại to lớn do trận mưa lũ gây ra cho người dân tại thành phố Đà Nẵng, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã vận động nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng với chính quyền địa phương kêu gọi được tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con vượt qua cơn hoạn nạn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đến thăm gia đình anh Nguyễn Thanh Niên, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, căn nhà nay chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Xung quanh nhà, mọi vật dụng đổ nghiêng ngả, bám đầy bùn đất, không còn thứ gì nguyên vẹn sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua. Trong lúc mà nước mặt nước đang lớn ngon tầm bụng này thì chờ chuyển bà già với lại bé nhỏ đi trước. Lúc quay về là bắt đầu đập nó vỡ. Tống hai vợ chồng trâu đi nếu được cái cây cái là mà còn sống nữa thì trước mắt là trừ con tìm ổn định cái chỗ ăn chỗ ở đó rồi còn về mà xây dựng lại thì chưa biết là khi nào. Gia đình anh Điền chỉ là một trong nhiều hộ gia đình bị thiệt hại do vỡ hồ Hô Dư tại thôn Thạch Nhàm Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, được nhận sự hỗ trợ của hội lần này. Theo thống kê của địa phương, khu vực này có 2 nhà sập hoàn toàn, hơn 20 nhà bị hư hại, một phần do vỡ hồ. Bây giờ sau đêm 14 thì qua 15 thì thôn là cũng báo cáo với đảng ủy ban xin cái lực lượng bộ đội của trường quân sự lên hỗ trợ giúp cho dân một ngày. Đầu tiên ngày 15 là 100 quân và ngày 16 là 50 quân và ngày 17 hôm qua là 50 quân. Là cái quân này giao cho thôn để bố trí điều tiết từng hộ, được các đoàn thể hội chữ thập đỏ của huyện, của xã và các nhà mạnh thường quân tới đã cho thì thôn cũng phân bổ dưới sự là coi như quà trực tiếp cho 23 hộ này. Còn ảnh hưởng chung của đợt khối dư này là gồm có 36 hộ dân. Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã huy động được khoảng 2.500 xuất quà và tiền mặt với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng. Đây là hoạt động cứu trợ khẩn cấp, nên chủ yếu là nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết để giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Và cái mục đích của chương trình lần này đó là để nhằm chia sẻ với cộng đồng cũng như là kết nối các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm để mà trợ giúp được nhiều nhất cho bà con Đà Nẵng mà sớm khắc phục được cái hậu quả. Và thông qua những hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn được kêu gọi toàn bộ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên tình nguyện viên và toàn thể cộng đồng để chung tay để trợ giúp cho bà con thành phố Đà Nẵng để sớm vượt qua cái cơn lũ lụt rất là nặng nề vừa rồi. Thời gian đến, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi vận động kinh phí để hỗ trợ các hộ bị sập, sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, giúp các hộ kinh phí để mua sắm lại đồ đạc, vật dụng bị lũ cuốn trôi, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau đợt mưa ngập lịch sử.